Em xin hát một bài hát mà về quê hương xứ Nghệ, và bài hát có tên là Về Xứ Nghệ Cùng Anh. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thắm đường tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa vẫn luôn nhớ về quê, nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh quanh chữ Nghệ, về bên anh nghe lời thương của mẹ. Em làm dâu xứ Nghệ nọ hám kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa. Em xin hẹn được ạ. Hay quá. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove, kết nối yêu thương. Rồi, mình hãy giới thiệu về nhau. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào bạn bên kia và chào toàn bộ khán giả có mặt ở đây ạ. Em tên là Hiền, em 29 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Quê quán em ở Nghệ An ạ. Nghệ An, mình đang làm công việc gì ở Bình Dương em? Dạ, em làm kế toán ạ. Kế toán, rồi mời bạn trai. Dạ, hôm nay em đến đây thì với mong muốn được giống như ý nghĩa của chương trình á, là muốn tìm một người phụ nữ đích thực của đời mình. Thì em xin tự giới thiệu. Em tên đầy đủ là Phan Hữu Trường. Em sinh năm 1987. Đang sống với gia đình là ở Đắk Lắk. Nhưng mà một mình em thì xuống đây sống ở Bình Dương. Sinh ra gốc của em là miền Trung. Nó là người Hà Tĩnh. Bạn sinh đôi của quê hương với cô gái bên kia đó. Vâng, bạn nữ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em biết nấu ăn, cũng thích chăm sóc người thân của mình nhá. Rồi khuyết điểm. Khuyết điểm của em là không biết hát ạ. Nhưng mà em rất thích nghe người khác hát. Không biết là chị đang hát cho em ơi. Dạ. Khá nghe hát, chúc em hát cho bạn ấy nghe. Dạ. Còn khuyết điểm gì nữa không em? Mình có tật xấu gì nữa không? Em hơi rụt rè khi ra trước đám đông ạ. Không sao hết. Mấy cái đó thì phụ nữ mình rụt rè một tí cũng thành ra là yểu điệu thục nữ thôi, không vấn đề gì. Rồi mời bạn trai, ưu điểm nhược điểm của em là gì? Dạ, cho em nói cái sơ đoạn của mình trước. Đó là đôi lúc cũng có câu tàn một xíu, tùy theo công việc thôi. Một xíu nóng tính. Là trong trường hợp là giống như người đối diện tranh luận một vấn đề gì đó mà nó quá vô lý. Em đang cố gắng là thay đổi. Nhiều khi em cũng phải là thức khuya rồi nghiên cứu công việc. Hiện tại thì em cũng có một đứa con tinh thần nhỏ nhỏ. Đó là đứng chủ một doanh nghiệp chuyên về nhận thầu thi công xây dựng đó. Thì cũng vừa mới thành lập thôi. Dạ. Chúc mừng. Rồi chúc mừng em nha, mới mở một công ty xây dựng. Dạ. Rồi còn cái sở trường á, thì em là một người rất dễ gần. Mình nhiều khi vui hay buồn mình cũng hay ngâm nga những câu hát để cho cuộc sống nó trở nên nó thoải mái. Rồi giờ ngâm nga câu hát cho nó vui đi, cho nó thoải mái nào. Có thể hát về Hà Tĩnh, Nghệ An gì đó. Em xin hát một bài hát mà về quê hương xứ Nghệ, và bài hát có tên là Về Xứ Nghệ Cùng Anh. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thắm đường tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa vẫn luôn nhớ về quê, nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh quanh chữ Nghệ, về bên anh nghe lời thương của mẹ. Em làm dâu xứ Nghệ nọ hám kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương
nhưng âm bao tình nghĩa. Em xin thầy Đức ạ. Hay quá. Giọng em hát rất là hay. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. À, về tình trường thì em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì mối tình chính thức thì em chưa, nhưng mà cũng thích một vài người. Chưa quen luôn. Dạ, chưa. Tại sao? Không, thường thì người em thích thì người ta không thích em, còn người mà em không thích thì không thích. Nói chung là chưa có duyên. Hôm nay sẽ có duyên gặp đây. Em được mấy mối tình rồi? Dạ, em thì được một đơn phương và một đôi phương. Cái đôi phương nó được bao lâu? Kéo dài khoảng tầm được hơn một năm. Chia tay thì thực ra cái thời đó mình đang còn sinh viên á, cách đây khoảng 7 năm rồi anh. Mà cái lúc chia tay tới đây là 7 năm, em có mối tình nào không? Em cũng có tìm hiểu thôi. Thôi bây giờ mình tính chuyện hiện tại tương lai nè. Cô gái này đặc biệt chưa có bạn trai giờ mới quan trọng nè. Em có tưởng tượng ra cái người yêu trong mộng của mình là người như thế nào không? Người yêu của em là một người cao hơn em. Em cao mét mấy? Dạ em 1m6 ạ. Mét 6 bên đây. Dạ mình chắc mình muốn đăng hộ đối đây. Mình đăng hộ đối hả? Cũng xem đó. Rồi gì nữa em gái? Dạ em muốn người yêu của em là một người có một nghề nghiệp ổn định ạ, là một người đàn ông của gia đình ạ, có thể phụ vợ việc nhà hoặc là chăm con gì đấy ạ. Em có thể chăm con được không? Em là người rất thích trẻ con. Ừ. Và đối với anh việc nhà nó rất quá đơn giản, bởi vì trước giờ anh toàn sống một mình và anh tự lo cho anh. Đúng rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? À, em không thích bạn trai em là một người hút thuốc. Dạ và có okay, cái em ơi. Rồi, tốt. À, có tính gia trưởng ạ. Dạ. Anh không gia trưởng, hiện nay anh đang trưởng phòng thôi, trưởng phòng trò thôi. Chứ người yêu của em thì em muốn một người sống tình cảm một chút xíu. Tình cảm bao la lắm em ơi. Rồi được. Ôi hết á. Chào em gái. Em chào anh. Anh bên đây thì không có đáp ứng nhu cầu chiều cao của em được không? Để xem xét ạ. Xem xét đúng không? Dạ. Mọi thứ tao ổn định hết rồi, nhà có công việc rồi, công ty rồi. Em gái dễ thương lắm á. Dạ. Giờ em thử nè, em tưởng tượng xem một nửa mảnh ghép yêu thương của em là như thế nào. Dạ, mong muốn của em là nó bị ấn tượng từ cái thời mình học cấp 3. Ừ. Đó là một người con gái mà mang một chiếc áo dài. Áo dài. Dạ. Có cái dáng hình cân đối và tôn lên cái vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ. Tiếp tục, đó tiếp là tục. Điều đầu tiên. Nhưng mà em cũng rất đánh giá cao và ấn tượng với những người phụ nữ có sự chu đáo, có cái khả năng cư xử khéo léo với tất cả các mối quan hệ. Để em yên tâm mà không phải suy nghĩ về cái hậu phương mình. Có cái gì khó hơn không? Nãy giờ ở đây có hết luôn. Em không thích gì người phụ nữ? Người phụ nữ mà quá vô tâm, nói nhiều hoặc là quá tài lanh. Có nghĩa là cái gì cũng nghĩ mình biết. Cô này là không có tài lanh đâu mà cô này chia sẻ lắm á. Nãy giờ ta ngồi đồng thấm có nói tiếng nào đâu nè. Ví dụ như bên đây bạn trai đồng ý á, thì có thể chừng nào biết tiến tới được bên em? Thì nếu mà ảnh đủ chân thành thì em lúc nào cũng có thể đón nhận được. Ồ, hay quá. Nhớ đủ chân thành nha em. Dạ em cũng anh, chân thật luôn anh. Anh nghĩ rằng anh này anh cũng rất là chân thành đó nha. Được, đàn gái dễ thương lắm. Em có cái yêu cầu gì ở đàn trai nữa không? Muốn bạn trai em cũng là một người yêu thể thao. Ồ, nãy giờ quên hỏi vụ này. Có chơi... chào chị Cát Tường. Chào em. Mình có chơi thể thao gì không? Dạ, em? Dạ em thích đá bóng và em đá bóng. Chơi rất nhiều môn nhưng mà không giỏi thôi. Nhưng mà nói chung là có tinh thần thể thao, sức khỏe tốt. Ok chị. Nhỏ nhưng mà có võ. Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị mọi thứ để mình có thể tiến tới hôn nhân được chưa? Phù hợp nhất là qua năm sau. Trên tinh thần này em có thể là đủ nuôi vợ và nuôi con. Thế thôi. Đủ nuôi vợ nuôi con. Một người đàn ông bản lĩnh và tự tin ha. Nhưng mà em có yêu cầu gì bên phía con nhà gái không? Mong muốn của em là ở đây lập nghiệp trong Sài Gòn luôn. Này chưa có ý định là sau này sẽ về hay không. Nhưng mà mình muốn là xây dựng cho mình một cái cơ sở vững chắc ở đây đã. Còn sau này có thể thay đổi là tùy theo. Có nghĩa là mình sẽ trước mắt là lập nghiệp ở Bình Dương. Dạ. Quá thuận tiện, thấy chương trình chọn cho bạn không? Hai người cùng Bình Dương. Thuận dạ, tiện Bình quá. Dương ở đâu vậy? Bình Dương ở đâu em? Dạ em ở Thủ Dầu Một anh ơi. À, anh thì ở gần cột cờ Sóng Thần á. Nhưng mà cũng gần đi mà. Đi lên đó gần. Gần. Bởi vì Bình Dương rồi Đồng Nai tất cả là em bao hết. Rồi được rồi, như vậy là quá thuận tiện. Hai bạn cùng ở Bình Dương tìm hiểu và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Bây giờ ta hãy tham khảo thêm ý kiến của người thân. À, hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với anh và chị họ em ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và tất cả khán giả. Em là anh họ của Hiền. Hiền thì ở nhà nó là một người rất là hiền lành và sống rất tình cảm. Nhưng mà chỉ có một điều là nó hơi nhút nhát, nên là đến giờ nó vẫn chưa có mối tình nào chính thức ạ. Bạn Nam ấy là một người mới tiếp xúc ban đầu ấy thì nhìn rất là chững chạc, chung là vui vẻ, hòa đồng. Cảm ơn anh. Trong công việc nóng tính nhưng mà lúc về nhà thì mình nên kiềm chế lại. Rồi em xin tiếp thu. Rồi em thấy hai bạn này có tương đồng với nhau không? Dạ em thấy là ok. Rồi
Đó là ý kiến anh trai của bạn ha. Bên kia mình đi với ai? Dạ hôm nay thì em đi với nhiều sự động viên của gia đình. Đó là cha của em ngồi với cái anh bự bự kia kìa. Rồi dạ. Với bác hàng xóm mặc áo tím á. Dạ. Và các bạn thân của em. Rồi. Một tràng pháo tay cho bên họ nhà trai. Dạ, chào bác ạ. Trước hết là xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và khán giả trường quay. Thì tôi là bố của Trường, đến từ Đắk Lắk đến. Các cụ có nói trai lớn lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng, đó là quy luật của con người. Theo như cùng tâm sự và trình bày thì nói chúng là cùng trên phương diện bố rất nhất trí hoàn toàn, không có gì là coi như chối cãi được hết. Rất ủng hộ. Em chào chú ạ. Ủng hộ 100% luôn ha. Cảm ơn chú nhiều. Bây giờ thì cho hai bên gặp mặt đi. Mình mở hàng rào ra nào. Mình có 2 phút để trò chuyện với nhau ha. Cố gắng tìm hiểu nha. Trời ơi, chào. Anh chào em. Chào anh gửi món quà này. Và đây một món quà này nữa. Thì em có thể mở ra đi. Anh cầm hoa cho. Em tặng anh cuốn sách Cuộc sống là một món quà thì mình hãy tận hưởng nó. Anh sẽ trân trọng nó. Dạ rồi. Cho anh nói về một món quà của anh này. Dạ. Món quà này là ban đầu khi nhìn vô á thì nó là hai trái tim lồng vào nhau đúng không? Dạ. Nhưng mà ý nghĩa quan trọng đằng sau nó đó là những con sò. Những con sò này nó đại diện cho cái sự bao bọc, sự che chở. Thì anh mong rằng anh là con sò đó có thể bao bọc cho những cái viên ngọc trong sáng mà đó là em. Chu đáo quá nhỉ. Trước tiên là khi nhìn anh xuất hiện trước mặt em thì em cảm thấy hụt hẫng lắm không? Thực tế là không, tại vì em cũng có thể hình dung được một chút xíu đó. Trong cái cuộc sống cũng như là trong cái tình yêu thì em quan trọng những yếu tố nào là quyết định ở một người đàn ông? Bạn nam của em phải có sự chân thành và không có được giấu giếm hay là lừa dối em gì hết. Có nghĩa là có sự chia sẻ. Giờ cái bên ngoài cái là bạn gái thích bạn trai cao 1m7 nè. Giờ bạn trai cao mét nhiều khai thiệt đi. Để bạn gái người ta coi người ta quyết định. Anh có thể lấy những cái gì tốt đẹp và cơ bản nhất để bù đắp điều đó không em? Được không em? Dạ được. Được không? Dạ được. Chiều cao cũng đâu có quan trọng đúng không? Đúng rồi chị. Anh chỉ đu trút trong một câu. Anh yêu em. Không phải em là ai mà anh là ai khi ở bên cạnh em. Và anh cũng muốn cái chữ anh đó thay bằng chữ em. Rồi, bây giờ tôi đề nghị bạn trai đứng lên, nắm tay bạn gái, nói một cái gì đó thật là chân thành nhất. Cho anh mượn lời một bài hát để nắm tay bạn gái đàng hoàng. Gửi tới lời chân thành của anh đến em. Người yêu ơi, dù mai ngày cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, vừa gặp em anh đã thấy yêu em. Ok, đó là câu chốt rồi đó bạn. Rồi về chỗ. Hết thời gian rồi, tính đi theo người ta luôn hả? Chưa cưng ơi, phải thủ tục bấm nút đã. Rồi đặt tay vào nút bấm đi nào. Đôi khi âm nhạc nó cũng làm trái tim tan chảy. Và ngày hôm nay tất cả điều đó đã xảy ra với các bạn. Quan trọng là hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập. Hai trái tim có tan chảy nhau hay không? Chúng ta chờ xem. Trong 3 tiếng đếm các bạn sẽ quyết định điều đó. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Chưa gì đã lo rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cũng được chứ đâu có gì đâu. Mày mang giày cao, hôm nay em mang giày mấy phân? Dạ 7 phân ạ. 7 phân lận. Rồi 7 phân em. Mày muốn mang dép đi. Anh thấy rằng cặp này rất là hợp lý ha. Hà Tĩnh với Nghệ An cũng sát bên nhau thôi. Bây giờ em hãy tặng cô em một cái nụ hôn kỷ niệm cái ngày đẹp nhất của hai bạn.